Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nhá. Hiện giờ Phú đang có mặt tại đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng từ phường Hố Nai đi về thành phố Biên Hòa quý vị ơi. Bây giờ là đang tầm khoảng 8 giờ sáng quý vị. Trời rất là đẹp. Hôm nay nắng không có gắt quý vị, nắng rất là ấm. Bình minh rất là tuyệt vời. Nắng sáng ấy, rất là đã. Còn mấy hôm bữa em đi quay chia sẻ quý vị ấy thì vào cái giờ này nắng gắt cháy người luôn. Nhiệt độ bây giờ thì nó tầm khoảng có 28-29 độ thôi quý vị. Ôi chỗ này có cái gì đâu mà đông vậy. Cái xe tải nó qua đường này. Cái đường thì nhỏ mà xe tải nó ra vô cái chỗ này là kẹt cứng liền. Trong vòng 5 phút mà không giải quyết xong là kẹt đường ngay. Đang ở khu vực đổ dốc cầu Xanh Máu quý vị. Tại vì đường phố là mặt ai người đó chạy thôi, cho nên là nếu như mà chỉ cần một chút xíu cái cản trở như vậy thôi là kẹt đường liền quý vị. Em đang đổ dốc cầu Xanh Máu quý vị nha. Tới cầu Xanh Máu rồi này. Rồi, quý vị thấy là xe bên trong đi qua này. Đấy, xe này nó qua đường là nó cũng không có nhòm ngó luôn. Thích là qua thôi. Rồi, chúng ta đã bước qua bên phường Tân Hiệp quý vị nha. Đây là con đường mà hầu như em thường xuyên chia sẻ với quý vị. Bởi vì nó là con đường mà hàng ngày em vẫn đi làm. Đấy, thì cũng tiện thể là ghi hình lại để chia sẻ với quý vị luôn. Cho quý vị cập nhật hàng ngày cái cung đường này nó có gì thay đổi theo hàng ngày hay không. Thực sự mà nói ra thì nếu như mà coi hàng ngày ấy, chúng ta đi hàng ngày thì lúc nào nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà khoảng có tầm 2 ngày, 3 ngày đấy, là quý vị đi ra ngoài đường mà quý vị đi trên con đường này thôi là quý vị đã thấy khác. Thay đổi rất là nhanh quý vị nhá. Mình đi hàng ngày thì không sao mà cắt ngày mình mới đi ấy, là thấy nó khác liền. Huống chi là em biết là nhiều quý vị là đi xa nhà, xa quê hương lâu năm rồi. Thì chắc chắn một điều là quý vị sẽ thấy nó còn lạ hơn rất là nhiều. Nào quý vị nha. Cái khu vực ngay chỗ này ấy, là ngày xưa theo em biết người ta gọi là vườn rau dăm. Ha, vườn rau dăm ăn trứng vịt lộn á. À, ngay khúc chỗ này, tại vì hồi xưa ngay khúc chỗ này nó có cái vườn rau dăm rất là lớn. Và hồi trước ở các đoạn chỗ này thì vắng lắm. Em nhớ là chỗ này vắng lắm. Đi mà nhiều khi không dám đi luôn á, nó vắng quá là vắng. Nếu mà đi ban ngày, buổi sáng thì ok. Từ chiều tối rồi đi là thấy ghê ghê đó, tại nó vắng quá. Rồi sau này thì chắc là rau dăm không còn giá nữa hay sao, hay là người đại khái là không biết như thế nào, đất đai nó có giá không, người ta phá bỏ cái vườn rau dăm đi, cắt thổ cư, cắt lô bán hết. Trời, do đó người ta làm ăn rất là tốt rồi, xây nhà xây cửa, kinh doanh này kinh doanh kia, quá trời quá xá luôn các vị, nhận không ra. Thế những khu vực chỗ này hồi trước vắng lắm. Ở ngay chỗ này là gọi là khu phòng cháy chữa cháy quý vị. Ở ngay chỗ chúng ta phòng cháy chữa cháy ngay đây. Đường bây giờ là nó cũng đỡ xe rồi quý vị. Tại vì nó đi qua cái giờ cao điểm rồi, cho nên là nó cũng đỡ xe. Còn nếu mà chúng ta đi sớm hơn tầm khoảng cỡ 10 khoảng cỡ 30 phút trước á. Đó, 30 phút nửa tiếng trước là đi nó kẹt xe dữ lắm. Đây. Đấy, các bạn chỗ này là ngã tư Tân Hiệp quý vị nha. Lại chờ cái đèn đỏ rồi. Cái đèn đỏ chỗ này tới tận 60 giây. Rồi, cho quý vị coi cái ngã tư Tân Hiệp ha. Cái đường phố ở chỗ này xe nó đi láo nhau hết. Rất là đông, sáng rất là đông.
Đó, tờ rơi cứ phát xong mà người ta ném hết xuống đường. Cái người mà phát tờ rơi thì chỉ biết là phát cho nó hết thôi. Đấy, cứ đưa ra là phát cho nó hết, phát làm sao cho nó thật là nhanh hết. Còn cái người mà nhận rồi cứ cầm cho người ta vui lòng, như là giúp đỡ người ta phát cho nhanh hết. Hết cái đèn đỏ phát là xả cái ào, xả rác vậy đó. Rồi chúng ta bước qua phường Tân Phong quý vị nhá. Tân Phong, đi qua ngã tư Tân Hiệp là bước vào phường Tân Phong rồi. Đoạn đường chỗ này khá là đẹp. Đó, cái chỗ này là đa số toàn là phòng khám, rồi bác sĩ này, bác sĩ kia, nhà thuốc này, nhà thuốc kia. Dọc theo cái dãy khúc chỗ này. Khúc chỗ này thì một bên thì thuộc phường Tân Phong, một bên thì thuộc phường Tân Tiến quý vị nhá. Hôm nay đường phố có vẻ trang trí, cờ quạt thì nhiều quá, quá trời. À, chuẩn bị giỗ tổ Hùng Vương quý vị. À, chuẩn bị giỗ tổ Hùng Vương quý vị ha. Nên là bắt đầu là cờ quạt nó bắt đầu treo lên nhiều đó quý vị thấy. Đường phố bắt đầu là lộng lẫy lên rồi. À, chỗ này chúng ta vừa đi qua xong là nhà Thương Điên Biên Hòa quý vị nhá. Bệnh viện Trung ương 2. Đấy, tới cái chỗ này, cái ngã ba này. Ngã ba này thì chúng ta được phép đi thẳng khi mà có đèn đỏ quý vị nhá. Bây giờ chúng ta cùng hướng đường bên chúng ta là nó không có cái ngã ba nào, cho nên chúng ta được phép đi thẳng. Buổi sáng mà có đoàn chỗ này cũng khá là đông quý vị. Đường phố rất là sầm uất. Ngay khu vực chỗ này chúng ta hay quen gọi là khu vực Phúc Hải, bởi vì nó gần giáo xứ Phúc Hải và chợ Tân Phong. Chợ Tân Phong thì người ta cũng quen gọi là chợ Phúc Hải luôn quý vị. Đây, buổi sáng chỗ này thường là rất là nhộn nhịp. Bà con ấy là người ta đi chợ đấy, cho nên là khi mà đi qua hết cái khu chợ này rồi thì nó lại vắng lại thôi. Đây là ngay chợ Tân Phong nữa quý vị. Đấy, chợ Tân Phong chỗ này là rất là nhộn nhịp. À, đi qua được khu chợ chỗ này thì nó sẽ vắng đi thôi. À, tới ngay khu vực chỗ này là sắp sửa tới cái nhà thi đấu rồi, sắp sửa tới quảng trường quý vị. Wow, hôm nay sao giờ này mà đường nó vẫn còn đông dữ ta. Mà ngày là nếu mà cái giờ này mà em mà đi quay chia sẻ quý vị ấy, là đường nó vắng lắm, nó không có được đông như này đâu. Mặc dù là nó không phải là đông giống như là Sài Gòn, nhưng mà như này là đã khá là đông rồi quý vị. Wow, xe hết xăng rồi. Em ghé đây đổ xăng xíu nha quý vị ơi. Ghé đây đổ xăng xíu nha. Cái này có cây xăng nè. Đây bên chú ơi. Có thằng tràn nhé.
35.000 đầy bình quý vị. Rồi đi tiếp quý vị ơi. Do là đi xe này là xe số quý vị. Xe số cho nên là nó cũng đỡ ăn xăng lắm, nó tiết kiệm xăng lắm. Bình vẫn còn xăng, đổ 35.000 đầy bình. Còn thường thường mà đi xe tay ga thì nó sẽ ăn xăng dữ hơn. Uống như là uống bia rồi. Với lại khi mà em đi quay cái này, em đi xe số thì nó dễ tác nghiệp hơn quý vị. Bởi vì là xe số thì chúng ta đạp thắng, đạp số. Còn tay ga thì chúng ta phải cầm hai tay ha. Cầm hai tay cho nên là nhiều khi tác nghiệp nó cũng khó. Chúng ta đến khu vực quảng trường quý vị nhá. Quảng trường hai khu vườn mít này. Rồi thì từ nãy giờ em dắt quý vị và các bạn đi dạo một vòng từ phường Hôm Nay đi xuống tới thành phố Biên Hòa. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha.